qua nhiều lần mua linh kiện về để lắp một cái cam sa đêm, thì cái khó khăn nhất trong cái để lắp một cái cam ấy thì một là cái cam, thứ hai là cái màn hình. Thế thì riêng về màn hình thì tôi đã suy tính và mua một lần đầu tiên là được, thì có đường AV. Nhưng về cái cam ấy thì tôi đã chọn mua đến 4 cái cam, thì đến cái thứ năm bắt đầu mới hoàn chỉnh. Và nay sau khi hoàn chỉnh được thì tôi chia sẻ cùng các bạn là những cái trang mà tôi mua và cái loại cam mà tôi mua, để các bạn nào cùng đam mê thì sẽ biết cách chọn mua luôn và không phải mua những cái nó không đúng chủng loại, sau đó về thì không lắp được thì lại vứt đi thì nó lãng phí. Video này là tôi sẽ giới thiệu cùng các bạn là mua toàn bộ linh kiện để làm một chiếc cam soi đêm. Linh kiện thứ nhất là gồm màn hình 5 inch, màn hình để trên xe hơi đấy, 5 inch, 297.000 bao ship. Cái linh kiện thứ hai là cái cam soi đêm, tờ cam camera an ninh. Camera an ninh này là sẽ cảm biến được hồng ngoại. Đấy. Và cái ống kính của cam soi đêm này là 3.2 mm, tức là góc quay là rộng. Do vậy mà ta phải mua một cái len khác để mình thay vào. Hai cái linh kiện này là đều mua trên Shopee cả. Cái len để thay vào ấy là cái len 16 mm. Về nguyên lý của len là càng tiêu cự càng ngắn thì góc quay càng rộng. Do vậy mà ta phải mua một cái len là góc quay hẹp thì mới quay được xa. Và ta để cam vào trong ống kính thì khi đó mới quay được trọn vẹn cái ống kính các bạn nhé. Đến cái linh kiện thứ ba đấy là cái đèn pin, cái đèn pin hồng ngoại. Đèn pin hồng ngoại này là 163.000 cộng với 20.000 tiền ship nữa là 183.000. Cái này là mua trên Lazada. Đây các bạn cần mua thì các bạn sẽ tìm cái shop trên Lazada này mua đúng cái chủng loại của nó. Linh kiện thứ tư đấy là một quả pin sạc dự phòng. Bởi vì khi ta mang đi di động thì ta phải có một cái nguồn pin sạc dự phòng để ta cắm cho màn hình và cắm cho camera hoạt động. Thế còn riêng cái đèn pin thì nó đã có pin sẵn rồi thì không cần phải cắm cái pin sạc này nữa. Các bạn lưu ý cái màn hình đặt trên ô tô thì thường người ta đề là chạy điện 12V và 24V để phù hợp với ắc quy của ô tô. Thế nhưng khi về mình chế thì mình có thể cắm 5V bằng cái sạc là màn hình này vẫn hoạt động bình thường. Đấy, các bạn lưu ý nhé. Thế như vậy tổng chi phí mua này, màn hình 300 này, cam 208 này, len 67 này, đèn pin 183 này và sạc là 99.000. Đấy. Thì tổng cộng là 857.000 là tiền mua linh kiện. Thế còn những cái vật tư ví dụ như một đoạn ống nhựa này, một cái đai với lại một số nhựa đấy thì thôi không tính, còn tiền công làm là của mình. Đây là toàn bộ cái linh kiện để chế một chiếc cam soi đêm lắp vào ống ngắm của bất cứ loại gì, hoặc là mình cứ thích đi soi đêm, đi để khám phá ban đêm trong bóng tối những cái con động vật nó đi ăn đêm chẳng hạn, để mình làm video. Đấy. Thì các bạn có gì thắc mắc thì hãy để bình luận ở phía dưới. Thì có gì mình cùng trao đổi. Tôi biết cái gì tôi sẽ trao đổi cùng các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn mà thấy hay thì hãy ấn đăng ký, ấn chuông và để ủng hộ cái kênh của mình nha. Xin chào và cảm ơn các bạn.
cái mắt cam này nó sẽ cảm nhận được ánh sáng hồng ngoại. Tổng mua vật liệu để lắp một cái cam này thì gồm có này, một cái màn hình 300, cái cam này 300 này, cái đèn này có hơn 100 đâu, cái vào 700, nếu quả pin sạc thì không tính, phải có quả pin để mang đi di động thì mới được. Thế là chưa đến 1 triệu, lắp xong cái hệ thống soi đêm này thì chưa đến 1 triệu các bạn. Nói chung là để lắp để đi soi đêm thế này tốt không?